Chào mừng các bạn quay trở lại với một điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 15 tháng 9. Và các bạn thân mến thì ngày hôm nay có những thông tin nào hot, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem nhé. Dòng iPhone 13 chính thức ra mắt. Apple chính thức ra mắt iPad mini 6. Đánh giá camera Xiaomi Redmi 10. Cách kết nối điện thoại với TV để học online. Top 5 điện thoại quay phim tốt giá rẻ 2021. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết nhé. Tại sự kiện California Streaming, Apple đã chính thức giới thiệu iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 và iPhone 13 mini. Bộ đôi iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max sở hữu thiết kế vuông vức tương đồng với iPhone 12 Pro Series. Phần tay thỏ của máy thì đã được Apple tinh chỉnh lại nhỏ hơn, từ đó thì sẽ giúp cho diện tích màn hình hiển thị tăng lên. Chiếc điện thoại iPhone 13 Pro sở hữu màn hình Super Retina XDR LCD 6.1 inch, còn iPhone 13 Pro Max sở hữu màn hình 6.7 inch. Cả hai chiếc điện thoại này đều hỗ trợ công nghệ ProMotion mới với tần số quét lên đến 120Hz, tần số quét màn hình cao nhất trên các dòng iPhone. Ngoài ra thì màn hình của máy còn hỗ trợ công nghệ HDR10 có độ sáng tối đa lên tới 1200 nit và được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield. Điểm đặc biệt của dòng iPhone 13 Pro chính là sự cải tiến về camera. Cả hai có camera tele 77mm mới, giúp máy có thể zoom quang lên tới 3x. Camera góc siêu rộng của máy có độ phân giải 12MP, nay đã được Apple cải tiến với khả năng tự động lấy nét, chụp đêm tốt hơn và có thêm khả năng chụp cận cảnh. Camera chính của máy thì có độ phân giải là 12MP với cảm biến lớn hơn. Về cấu hình thì iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max đều sở hữu con chip Apple A15 Bionic mới nhất. Chip A15 thì được sản xuất trên tiến trình 5nm với tốc độ nhanh hơn 50% so với các chip trên thị trường. iPhone 13 Pro thì còn được trang bị GPU 5 lõi giúp tăng sức mạnh của máy lên 50%. Dòng iPhone 13 Pro thì sẽ có tùy chọn bộ nhớ trong lên tới 1TB. Ngoài ra thì dòng iPhone 13 Pro Series còn hỗ trợ 5G, MagSafe, chuẩn chống nước IP68 và dung lượng pin lớn hơn so với tiền nhiệm. iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max thì có các tùy chọn màu mới, đó là màu vàng, màu bạc, màu xanh và màu xám. Về giá bán thì iPhone 13 Pro sẽ có mức giá khởi điểm là 999 đô, khoảng 22,7 triệu đồng. Còn iPhone 13 Pro Max sẽ có mức giá khởi điểm là 1.099 đô, khoảng 25 triệu đồng. Dự kiến thì cả hai chiếc điện thoại này sẽ được bán ra vào ngày 24 tháng 9. Đối với bộ đôi iPhone 13 và iPhone 13 mini thì thiết kế của hai chiếc điện thoại này chủ yếu giống dòng tiền nhiệm iPhone 12. Tuy nhiên thì phần notch ở trên của màn hình đã được thu nhỏ hơn một chút. Apple cũng cho biết là notch đã được làm nhỏ hơn khoảng 20%. Cụm camera phía sau của hai iPhone mới cũng được bố trí theo một đường chéo mới. Màn hình của bộ đôi iPhone 13 được giới thiệu là có độ sáng cao hơn 28% so với thế hệ cũ. Các thông số về kích thước, độ phân giải màn hình vẫn được giữ nguyên như người tiền nhiệm iPhone 12 và iPhone 12 mini. Về hiệu năng thì iPhone 13 được trang bị bộ vi xử lý A15 Bionic mới. Tuy nhiên thì Apple lại không nói rõ là hiệu năng của A15 Bionic cao hơn bao nhiêu so với A14 Bionic trên dòng iPhone 12. Về hệ thống camera thì cũng đã có sự nâng cấp đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm trên iPhone 13 và iPhone 13 mini. Các ống kính giờ đây thì thu được nhiều ánh sáng hơn, được giới thiệu lên đến 46% ở khẩu độ f1.6 trên cảm biến chính. Đặc biệt là tính năng chống dung dịch truyền cảm cũng đã được Apple đưa trên mẫu iPhone 13, chứ không còn giới hạn ở các mẫu Pro nữa. Về khả năng ghi hình thì iPhone mới được tích hợp một tính năng được gọi là Cinematic Mode, hơi giống với chế độ chụp ảnh chân dung nhưng dành cho video. Chế độ Cinematic Mode lấy khóa nét ở một chủ thể nhất định và điều chỉnh tiêu cự khi chủ thể di chuyển xung quanh khung hình. Apple cũng cho biết là iPhone 13 có thời lượng pin nhiều hơn 2 tiếng rưỡi so với iPhone 12, trong khi iPhone 13 mini thì được cải thiện cho thời lượng pin hơn 1 tiếng rưỡi so với iPhone 12 mini. Về giá bán thì iPhone 13 và iPhone 13 mini vẫn giữ nguyên giá so với dòng tiền nhiệm, khởi điểm là từ 799 đô khoảng 18,2 triệu đồng và 699 đô khoảng 15,9 triệu đồng. Đặc biệt thì bộ nhớ cũng đã được nâng cấp lên thấp là 128GB,
không còn bản 64GB nữa và cao nhất lên đến 512GB. Cũng tại sự kiện California Streaming, Apple cũng đã chính thức ra mắt chiếc máy tính bảng iPad mini thế hệ mới được gọi là iPad mini 6. Chiếc tablet iPad mini 6 được Apple sử dụng ngôn ngữ thiết kế tương tự như là iPad Air ra mắt vào năm ngoái. Các cạnh thì được bo tròn, có viền mỏng hơn và đồng thời loại bỏ nút Home. Cũng giống như là iPad Air năm ngoái thì iPad mini 6 không được trang bị Face ID mà tích hợp Touch ID trên nút nguồn, cho phép người dùng mở khóa thiết bị cũng như là xác thực trong các ứng dụng và ủy quyền mua hàng bằng vân tay. Về thông số kỹ thuật thì iPad mini 6 chạy chip A15 Bionic giúp tăng 40% hiệu năng và 80% hiệu suất đồ họa. Máy tính bảng sở hữu màn hình Liquid Retina 8.3 inch, tích hợp tính năng True Tone và cung cấp độ sáng tối đa là 500 nits. Ngoài ra thì thiết bị này còn hỗ trợ 5G ở điều kiện lý tưởng thì có thể đạt tốc độ là 3.5 gigabit trên một giây. Ở mặt trước của iPad mini 6 thì được trang bị camera siêu rộng 12 megapixel hỗ trợ Center Stage. Ở mặt sau thì cũng được trang bị camera 12 megapixel và đèn flash True Tone hỗ trợ Smart HDR tốt hơn nhờ ISP mới. Đặc biệt là chiếc máy tính bảng này có thể quay video ở chế độ 4K. Và nhờ vào việc sử dụng thiết kế mới, thế nên là iPad mini 6 có khả năng hỗ trợ Apple Pencil thế hệ thứ 2 có thể gắn kết vào cạnh của thiết bị nhờ từ tính. Về giá bán thì iPad mini 6 sẽ có giá từ $499, khoảng 11,3 triệu đồng cho phiên bản chỉ hỗ trợ Wi-Fi và từ $649, khoảng 14,7 triệu đồng cho phiên bản hỗ trợ cả Wi-Fi và mạng di động. Ở thời điểm hiện tại, Xiaomi Redmi 10 giá gần 4 triệu đồng tại thế giới di động là một trong những chiếc smartphone ngon, bổ, rẻ nhất của Xiaomi với nhiều điểm nổi bật. Đặc biệt, chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 10 sở hữu cấu hình nổi bật với cụm 4 camera có độ phân giải lên đến 50 megapixel. Và vậy thì chiếc máy này có cụm camera tốt như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này thì mời các bạn cùng với 24 giờ công nghệ đi đến với bài đánh giá camera của chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 10 này nhé. Và trước khi đi vào đánh giá chất ảnh thì chúng ta điểm nhanh qua một vài thông số camera của chiếc điện thoại này. Cụ thể thì máy sở hữu cụm 4 camera với camera chính có độ phân giải 50 megapixel, khẩu độ f/1.8, camera góc rộng độ phân giải 8 megapixel, khẩu độ f/2.2, camera macro và camera cảm biến chiều sâu có cùng độ phân giải 2 megapixel và cùng khẩu độ f/2.4. So với thế hệ tiền nhiệm là Redmi 9 thì Xiaomi Redmi 10 đã được nâng cấp hơn về hệ thống camera, cụ thể là 50 megapixel so với 13 megapixel. Và có được điều này là bởi vì Xiaomi Redmi 10 đã sử dụng cảm biến ISOCELL GN1 hoàn toàn mới của Samsung. Chuyển sang phần tiếp theo trong thông tin này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá về chất lượng ảnh chụp của chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 10. Đối với camera chính thì trong điều kiện đủ sáng, ảnh chụp từ camera chính của Redmi 10 cho chất lượng tương đối là ấn tượng so với một chiếc smartphone giá rẻ. Đặc biệt là do có độ phân giải cao thế nên mức độ chi tiết cho bức ảnh cũng trở nên tốt hơn rất là nhiều so với những đối thủ khác trong cùng phân khúc. Khi mà ở điều kiện sáng phức tạp thì bức ảnh có hơi tối đi một chút, độ sắc nét cũng giảm và có xuất hiện hiện tượng nhiễu hạt, thế nhưng cũng không quá đáng kể. Đối với camera góc siêu rộng thì mặc dù là camera góc siêu rộng của Redmi 10 có độ phân giải không quá cao, thế nhưng camera này cũng sẽ khiến chúng ta phần nào ngạc nhiên. Tổng thể của những bức ảnh góc rộng chụp trong điều kiện đủ sáng có màu sắc tương đối là sống động, độ bão hòa cao và thu được nhiều ánh sáng. Mặc dù là mức độ chi tiết của những bức ảnh góc rộng không quá cao, nhưng mà các vật thể ở gần ống kính trông cũng ổn hơn so với các vật thể ở xa. Còn đối với camera macro thì ảnh chụp của Redmi 10 có chất lượng ở trên mức trung bình, màu sắc tốt nhưng mà mức độ chi tiết thì không cao bởi vì độ phân giải của camera macro chỉ là 2 megapixel. Và để đảm bảo có một tấm hình macro đẹp thì chúng ta cần phải chụp trong điều kiện đủ sáng và cầm máy chắc tay để bức ảnh có được sự ổn định. Hơn nữa, tính năng chụp đêm trên chiếc Xiaomi Redmi 10 này sẽ giúp cho việc chụp ảnh thiếu sáng trở nên tốt hơn. Về phần màu sắc và mức độ chi tiết của hình ảnh nằm ở mức tương đối ổn và khả năng cân bằng sáng của camera Redmi 10 cũng rất là tốt. Mặc dù ảnh chụp vẫn xuất hiện tình trạng bệt một chút, thế nhưng nhìn chung thì ảnh chụp thiếu sáng từ camera của Redmi 10 trông khá là đẹp. Người dùng hoàn toàn có thể đăng tải lên mạng xã hội để sống ảo. Còn đối với những bức ảnh chụp selfie,
thì bức ảnh được chụp ở chế độ chân dung trên Xiaomi Redmi 10 được đánh giá là ở mức ổn. Máy nhận diện đúng chủ thể, thế nhưng trong điều kiện thiếu sáng thì thiết bị lại xóa lẹm vào chủ thể, khiến cho bức ảnh không còn được tự nhiên và có hơi bệt một chút. Mặc dù vậy thì tổng thể bức ảnh vẫn có màu sắc rực rỡ và màu da người thì được tái tạo trông tự nhiên. Đấy là những bức ảnh chụp chân dung, còn đối với những bức ảnh selfie của Redmi 10 cũng là một cải tiến so với thế hệ tiền nhiệm. Máy được hỗ trợ chế độ làm đẹp và chế độ này hoạt động là tương đối ổn, giúp da mặt của chủ thể trông tươi tắn và có sức sống hơn. Cuối cùng thì là về khả năng quay video của Xiaomi Redmi 10. Chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 10 này có khả năng quay video với tốc độ phân giải tối đa là Full HD với tốc độ khung hình 30fps. Máy cũng cung cấp khả năng quay video ở chế độ zoom 2x hoặc là quay video bằng camera siêu rộng cùng với độ phân giải Full HD. Mặc dù vậy thì chất lượng của video được đánh giá là nằm ở mức tương đối ổn mà thôi. Và các bạn thân mến thì nhìn chung, chất lượng camera của Redmi 10 hoàn toàn có thể khiến những người dùng phổ thông hài lòng và không có gì để phàn nàn thêm. Hơn nữa thì khi mà chúng ta so sánh với thế hệ tiền nhiệm thì camera của Redmi 10 cũng đã được cải thiện một cách đáng kể ở nhiều khía cạnh. Và các bạn đánh giá như thế nào về camera của chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 10 này thì hãy để lại ý kiến của mình để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang một thông tin tiếp theo nằm trong mục mẹo hay. Hình thức học trực tuyến đã được triển khai cho học sinh, sinh viên trên khắp cả nước. Và thông tin ngày hôm nay thì 24 giờ công nghệ sẽ hướng dẫn cho các bậc phụ huynh cũng như là các bạn học sinh, sinh viên cách kết nối điện thoại với TV để học online chỉ bằng vài thao tác đơn giản, tạo điều kiện theo dõi bài học tốt hơn trên màn hình lớn và đỡ hại cho mắt hơn. Và để được hướng dẫn cách kết nối điện thoại với TV để học online dễ dàng hơn thì mời các bạn bấm vào phần link bên dưới nhé. Và nếu như có bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong quá trình kết nối điện thoại với TV để học online thì các bạn có thể quay lại đây để chúng mình có thể hỗ trợ các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang thông tin cuối cùng để khép lại bản tin ngày hôm nay. Gần đây, smartphone đang là thiết bị thay thế rất tốt cho những chiếc máy quay phim chuyên nghiệp và được người dùng tin tưởng chọn lựa. Bởi vì smartphone có mức giá dễ chịu hơn và còn có nhiều tính năng tiện lợi khác. Và trong thông tin ngày hôm nay, 24 giờ công nghệ sẽ giới thiệu đến các bạn top 5 những chiếc điện thoại quay phim tốt mà giá lại rẻ cho năm 2021 tại thế giới di động để các bạn có thể tham khảo nhé. Và mở đầu cho danh sách của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một chiếc điện thoại của nhà Xiaomi, Redmi Note 10 Pro. Nếu như bạn là fan của Xiaomi thì chắc chắn là không thể bỏ qua chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 10 Pro này. Chiếc smartphone này đã sở hữu cụm camera sau có độ phân giải khủng với camera chính lên đến 108MP, camera góc rộng 118 độ 8MP, camera macro 5MP và camera đo độ sâu 2MP. Nói đến khả năng quay phim, chiếc Redmi Note 10 Pro có thể quay được những thước phim từ chuẩn HD cho đến chất lượng chuẩn 4K, đem đến những khung hình sắc nét và chân thật nhất. Tiếp nối Xiaomi Redmi Note 10 Pro sẽ là Samsung Galaxy A22. Chiếc điện thoại Galaxy A22 được trang bị bộ 4 camera sau với cảm biến chính có độ phân giải 40-80MP, camera góc siêu rộng 80MP và camera macro cũng như là camera đo độ sâu có cùng độ phân giải 20MP. Và điều khiến cho mình ấn tượng nhất chính là chiếc điện thoại này là chiếc smartphone tầm trung đầu tiên sở hữu công nghệ chống rung quang học OIS. Công nghệ này thì thường xuất hiện trên các flagship đắt tiền hơn là những thiết bị tầm trung. Tiếp theo sẽ là chiếc điện thoại Vivo V20. Với bộ 3 camera sau ấn tượng, chiếc điện thoại Vivo V20 được trang bị ống kính chính có độ phân giải 64MP, camera góc siêu rộng 8MP và camera đo chiều sâu 2MP. Chiếc điện thoại Vivo V20 sẽ giúp bạn quay được những thước phim với chất lượng từ Full HD cho đến 4K, không thua kém gì máy quay phim chuyên nghiệp cả. Và nhờ thế mà các bạn sẽ sở hữu những khung hình sắc nét với màu sắc tươi sáng chuẩn điện ảnh. Lại là một thiết bị nữa của nhà Samsung, Galaxy A32. Galaxy A32 sẽ giúp các bạn ghi lại những khoảnh khắc quý giá của cuộc sống hàng ngày dễ dàng hơn. Chiếc điện thoại này sở hữu bộ 4 camera sau với camera chính có độ phân giải 64MP, camera góc rộng 8MP, camera macro và camera cảm biến độ sâu cùng 5MP. Chiếc điện thoại này sở hữu các tính năng quay phim chuyên nghiệp như là quay siêu chậm,
timelapse cho bạn thỏa sức sáng tạo, cho ra đời những thước phim chuyên nghiệp và đậm chất nghệ thuật. Và cuối cùng chốt lại danh sách ngày hôm nay sẽ là một chiếc điện thoại Realme 8 Pro. Realme 8 Pro của chúng ta được trang bị hệ thống 4 camera với cảm biến chính có độ phân giải 108 megapixel, camera phụ góc siêu rộng 8 megapixel, camera macro và camera đo chiều sâu có cùng độ phân giải 2 megapixel. Chiếc điện thoại sở hữu camera độ phân giải khủng kết hợp với khả năng quay phim video chuẩn 4K giúp bạn tạo ra những thước phim không thua kém gì máy ảnh quay phim chuyên nghiệp. Và các bạn thân mến, thì phía trên đây là những chiếc smartphone với khả năng quay phim cực đỉnh đi kèm với giá bán rất tốt tại thế giới di động mà các bạn có thể sở hữu. Và mình tin chắc rằng là với những chiếc smartphone này thì sẽ đem đến cho các bạn những thước phim, những khung hình chuẩn điện ảnh và đậm chất nghệ thuật. Và các bạn thích chiếc điện thoại nào nhất hãy bình luận bên dưới cho mình cùng biết với nhé. Và thông tin này cũng đã khép lại mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 15 tháng 9 hôm nay. Và các bạn nghĩ sao về những nội dung trên? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới. Và đừng quên nhấn like, subscribe để nhận được những thông tin hot nhất về công nghệ mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.